Rồi chào tất cả các bạn nha. Ồ, bạn coi mưa rồi bạn ơi. Ngoài kia là ghe cào á. Mưa này chắc cũng lớn lắm mà ghe đó trên đó. Trên đó đang cịnh trên đó rồi. Hả? Ừ đặt cái đó đặt cái gì giờ? Ngay cái ngục đặt trên cái thành bè đó đặt cái gì giờ? Cái gì chịu nổi không lọc mình đâu. Bữa nay thì anh Phượng định làm món bún riêu cua. Đó. Bún riêu cua hải sản hả? Ồ, bún riêu cua hải sản. Nhìn trời mưa ghe cầu kìa. Bên kia xà lan. Cái hướng trên xà đét á, hướng đó mưa đang lớn lắm á. Bạn thấy nhìn sát mặt nước không? Trắng dờ không? Kiểu như sương mù không? Là trên đó mưa đang lớn lắm. Còn mà chân phao đỏ đó là cái sương phụ của cũ của sủ á, ông hai ông đái á. Ông đang tấp vô phao đỏ để ông giặt cái dàn lái á. Mưa dột quá. Trời ơi, 8 luôn. 8 sáng giờ cũng xuống thăm lưới, không đục mưa. Còn đây siêu mẫu. Gì siêu mẫu? Còn đây 5 dây thun. Đây là lọc đại ca. Còn kia là 2 cốc cán. Quay xa lên mưa thì sao quay rồi. Út nhẹp chân hả? Rồi tôi quên nữa rồi. Còn hả? Giờ út nhẹp mẹ rồi còn lấy gì nữa. Ủa mưa lớn quá hai ơi. Mưa lớn quá. Hai cốc cán mình đang sắt cái bắp chuối á bạn. Bún riêu cua thì không thể nào thiếu bắp chuối. Cái gì? Không gì? Mấy hơi. Hôm nay không phải bên cũ sao không mua mà. Cũi hàng đó. Thánh thằng ơi. Gì vậy? Như vậy. Tưởng đâu cái gì? Cái gì chịu nói. Rồi luôn chú mưa luôn. Mưa chú luôn. Mưa gì làm ăn được gì vậy? Nhậu thôi chứ làm gì vậy? Đổ giống ăn nhậu nè. Cao thủ võ lâm toàn tập trung đây nè. Đổ giống không nhậu luôn. Đem bài ra binh ra nhậu luôn cho gậu làm ăn về mưa này. Trời mưa không khiên được đâu ơi, nhậu đi ông ơi. Kém thì mãi. Mỗi lần nói tới nhậu là mặt như mẫu. Giờ hai con câu cá của đại ca Hồng mình để đây rồi chờ thời. Chà cơn mưa này khá lớn à. Thầy ông hỏi ông trời coi thử coi mưa này lớn không đại ca Lộc. Chắc mẹ quên bỏ điện thoại nhà. Hỏi hỏi coi nó. Hỏi cho mưa lâu không sao. Hỏi quên bỏ rồi. Ủa cái hũ keo ông lấy lên chưa? Cái xuồng không á? Trời ơi, mưa thấm không trời? Sợ không thiệt chứ. Tám lúc nào vậy á, uống trà. Người quỷ già này chưa đói bụng cái gì rồi. Ăn bánh rồi, một làng một liếc gì rồi. Chẳng đây mời cả nhà luôn nha. Đây còn có mùa lớn quá. Ổn mà không cảm nha. Đây gồm có. Ủa sao món riêu mà có rau cằn hả? Sao món riêu có rau cằn? Tưởng đâu rau cằn mà nấu món riêu chứ. Món riêu phải có rau muống, giá này nha. À, tàu hủ. Dừa mắm luôn. Rau cằn này làm gì vậy? Để ăn cơm. Cái này là khô, khô cá làm tông, cá sạc. Bây giờ bà Sương Mẫu bà làm khô để dành bà tẩm bổ gà chiến của bà. Thứ gì chịu nổi không? Chịu nào? Tao không ngon gà, tao lấy gì nữa ta? Mày không ngon lấy gì đó không? Mày thấy mày nuôi gà đá không? Mấy cái ăn thịt bò, ăn muốn dữ luôn á. Có gà đá, gà chiến của bà còn đá đấm gì nữa. Bạn chồng cửa cũng sức cửa ra, đá đấm gì nữa. Đúng không nào? Từ đây nữa nè. Trời ơi. Cái đồ hồng mà nhỏ nhỏ khờ á, ba tặng dụng lên mới làm khô luôn. Rồi ếch luôn. Vũ nữ chân dài. Ngồi bén không. Ở đó đó. Ở tạnh mưa đó. Ở cần thủ bên kia bằng áo mưa luôn kìa. Cái này là 2 phút. Thứ dữ đó 2 phút. Thứ dữ hả? Thứ dữ đó.
Trời ơi mà thấy nãy giờ tội hai cốc cán mình không dầm mưa sắt bắp cải luôn ha. Nãy giờ mưa quá trời ngồi đây không dậu hả? Ủa sắt bắp chuối chứ. Dịch có 18 bắt đó. Bắt tròn bèo. Cò. Đó, ừ, dịch cò. Cũng được hai con dịch cò. Nhận lưới không chạy xuống thấy không bắt dặn cái mấy cái mấy ghe mà là dịch chạy động đó. Trời ơi giờ dịch xiêm cho ngoại nắm chùm. Bả bày bày đàng đàng không á. Này mấy cái bắp chuối mà nhiều dưới bà hai cốc cá. Hai cái. Qua kia nhậu nghe cái đụng đó. Ủa bên này nó cúp điện tới giờ vẫn chưa cúp hả? Vậy mà đồn nó bên này cúp nguyên ngày. Trời ơi. Bởi vậy đó, còn đây là nồi súp nè. Này mình nấu trước mà mình dùng cua sao. Này gồm có bắp. Cái gì? Cua sắn hả? Xí quách. Cái là xí quách mấy cái xương heo là phải hỏi bà hai. Ba là để lại. Bà chỉ cho chiều nó bốn người cua. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi. Để cua lại. Ông Lộc nhớ nói tới bây giờ tôi nhớ nè. Bạn ơi trời, bạn ơi cao thủ nấu món nè, bún riêu cua. Ăn xong mà cua không có để vô mà không biết. Ăn gần hết cái tô bún riêu mới nói ủa sao như còn thiếu gì thì ra là cua. Chưa bỏ cua vô ăn bún riêu cua bà đó. Chưa đời nói. Hết nồi bún riêu có nguyên. Nha, nhắc tới mới nhớ nè. Giữ dằn cốt cán này chứ. Nấu cua mà ăn bún riêu mà quên hết ăn. Riêu cua mà nó thiếu gì vậy? Ăn xong rồi bà mới nhớ. Ăn xong rồi nhớ nhớ cua để vô. Trời ơi cái nồi này trời mưa quất hơi hết bài rồi. Bao ngon luôn. Bao ngọt ngon luôn. Thường là trời mưa ăn cơm ăn món gì cũng vậy, trời mưa lạnh lạnh là ăn lúc nào cũng ngon. Còn bên kia là quyết. Da heo. Cũng nhiều cua hải sản luôn, hải sản thì không thể nào thiếu tôm. Đúng rồi bà hai ơi. Quá mực. Con tôm bữa nay có tiền vào dữ ha, mua tôm bự bự không ha. Còn người ta có khác ha. Mấy lần trước tôm như con tép vậy đó. Đầu tháng đi có tiền mua tôm bự. Cuối tháng không có hết tiền mua tôm nhỏ. Cái đó là nguyên cái ghe thức ăn, họ mới vào thức ăn bên bè của dì tí. Vô luôn, chiến luôn, mồi bén ngót luôn. Mấy đại ca vào thức ăn. Bà nhập chung một loại thức ăn luôn hả? Ok, tao chú các bạn vô. Ông Tám ông chạy về rồi. Tranh thủ đem cá về cho ảnh cho bà Tám bà bán. Ở đây thì thường bà Tám bà bán cá ở chợ Sa Đéc vào buổi sáng buổi chiều á. Nên bữa nào dặn như ông Tám dân lưới buổi sáng thì tranh thủ đem cá lên bán buổi sáng. Còn dân kiểu mà hơi trưa chiều này nè, tranh thủ đem về chảnh cho bà Tám bán chợ chiều. Bởi vì ở đây đôi khi mấy bạn thấy ít, khi mà ông Tám ngồi lại gai với mấy anh em mình là vậy á, tại nhà ông xa, với lại cá ông mới dân xong á, ông phải đem tranh thủ đem về liền để con cá còn tươi á, bán cho nó có giá. Bởi vì ít khi nào mà dặn ở đây ông Tám lại gai với mấy anh em mình là chỗ đó đó. Như đôi khi nè mình nhậu rồi xỉn rồi chạy xuồng là từ đây giờ chảnh hơn nửa tiếng cũng nguy hiểm lắm, bởi vì cũng ít nhậu lắm. Missy nương nương về nãy giờ gom gom gì vậy? Nắm cửa. Nắm cửa. Gom vàng cắt gì sợ mưa tạt nó lâu ngày nó xét cái gì? Cái gì sư mẫu? Rồi luôn sư mẫu. Mà xét là sao trời? À, quên chứ nghĩ ra nghĩ. Phải nói là gà tan. Đúng rồi. Điểm 1 2. Nãy giờ nói khát nước lắm đây trời. Điểm 1 2 rồi sao tới 3 không điểm? Bà đứa đó. Rồi bên đây thì sư mẫu cũng đang lật cua. Con vô trong
cũng mới để miếng muối vô. Trời ơi, lo tám bán nhiều chuyện mấy thịt trâu đó trời. Ừ, lấy thôi của mẹ luôn đi. Ê, tay nãy giờ đụng nước có gì chưa nha, mình dùng tay nha. Mà nãy giờ hình như thấy bà ôm ổng rồi bà ơi, không được đâu. Bây giờ nè, mày thấy có lũ có làng nhưng mà kêu nó to ôm ổng. Ôm cái cháy nó quá. Ê, ôm cái bắp giá không? Quay lại chị cái gì vậy? Gì vậy nổi chứ. Ủa bà ba giang hồi sáng giờ chưa thấy mã lên à? Cái này thì đám cưới rồi. Ôi ơi, hàng gì sáng giờ không thấy lên. Nồi này bao ngọt luôn. Tại mấy cái xương heo mình để nãy giờ chẳng mà ngọt lắm. Còn bên đây thì mấy đại ca cũng đang sửa mấy cái lưới bè rồi nè. Thì bây giờ bè ở đây người ta nuôi bạn là nó xây tròn bởi vì vậy mấy bạn thấy họ làm hoài là vậy. Chỉ có lần này là sức cá là sẽ lâu nè. Có clip sức cá bè khoảng 4 tháng nữa. Thì vừa rồi mình cũng mới quay cái clip củ sủ xuất bè cá này nè. Rồi sau đó thì con Beo cũng có quay cảnh cũng xuất bè cá này nữa đó. Còn lại cụ đông tắng mấy rồi. Là hết luôn rồi đó. Là khoảng 4 tháng nữa thì mới đầu mới cái nguyên cái dàn bè này nè mới xuất cá nữa. Nhưng mà đằng kia thì có một cái bè cá nhỏ nhỏ của cô ba giang hồ nữa. Bè nhỏ xíu à, 6 vuông thuốc đằng đó. Cá cũng bự rồi, ở đâu cũng tầm tháng mới xuất. Là xuất cái bè cá nhỏ đó nó xong là xong luôn đó. Là khoảng tầm 4 tháng sau nữa cả cái dàn bè này mới xuất cá nữa. 3 tháng hả? Rồi cá tèo nó trước chút xíu không? Tèo đã ca mình về nuôi cá thứ dữ mà. Cái gì vậy? Vụt lưới hả? Không lẽ có bầu rắc trọng nữa không? Tại vì mỗi lần mình xuất cá xong á là mình phải kiểm tra lưới, tại cái lưới bè là rất là quan trọng khi mà mình chuẩn bị mình thả một cái cá mới là vậy á. Tại ở đây chuột đồ rất là nhiều, với lại đôi khi lưới mình lâu năm nè để dưới dòng nước nè, nhiều khi mấy cái sắt nhọn cây cối rồi nó trôi tấp vô, nhiều khi nó khứa này nọ nó rách lưới. Bởi vì ai cũng vậy, chân mỗi lần mà chuẩn bị vào một cái mùa thả cá mới không là mình phải kiểm tra lưới cho kỹ. Như đại ca nam mình trên đó đó, hồi rồi mấy tháng trước cũng vậy đó, cá chuẩn bị như nghe nói là khoảng 7 ngày nữa là bán cho tao rồi, thanh sắt ở trên đây nè nó rớt xuống rồi mấy ngày sau nước vô dòng nước nó chảy rồi nó khứa rách lưới ra mấy tấn cá luôn. Mà cá đồ hồng mình đã nuôi chuẩn bị sức bè mà ra kiểu đó là lỗ nặng luôn á. Thà nó ra lúc còn nhỏ còn đỡ, rồi lúc đó mình chưa có mua thức ăn nhiều thì nó sẽ đỡ cái vốn hơn, là tức là mình lỗ cái vốn cái mua cá giống thôi. Còn cá đã bự mấy tháng trời mình tốn biết nhiêu tiền thức ăn mà nói, mà nó ra kiểu vậy đó mình coi chịu đời sao nổi không. Bởi vì cái lưới bè này là rất là quan trọng. Mình thấy với một cái lưới bè dạng 6 vuông của củ sủ nè là tính ra mười mấy triệu. Trời trời đang mưa hầm mì luôn. Còn nếu mà bè mà lớn nữa, bè 9-15 như bè của con Beo rồi nè, như bè của cô Ba nè, thì nó sẽ cao hơn nữa. Tại mình nuôi bè này mình sẽ cần phải cái lưới tốt á, bởi cái giá thành của cái lưới rất là cao. Gì đó, hai cốc cán. Hai cốc cán đang làm gì? Dạ, em đang cắt đầu tôm. Trời ơi, tiếng vừa ngồi cái thằng chịu đời nổi không? Bà nghĩ sao bà lấy vỏ dừa bà ngồi trời? Nó nhóm lên gì đó em ông dữ à? Ừ, nó mà chọt trúng cái đó nữa đừng có la. Trời trời cái gì mà nói được chứ trời. Bà nói mà nghĩ tao nói trúng cái gì mà bà nghĩ vậy đó, bà nói vậy đó. Rồi bà ơi bà. Người ta nói là phải có ý như vậy đâu mà bà nghĩ tới chuyện đó luôn á. Tôi nhẹ dạ lắm, ai hỏi tới đâu tôi trả lời tới đó. Phải không đó bà? Phải không đó. Nhẹ dạ luôn, ai nói tới đâu tôi trả lời tới đó. Nhưng mà ông mới để quyết vô nữa. Còn kia chị nương bà đang sắt đầu hũ. Tàu hũ. Tàu hũ. Ê, cái này đàn ông ăn gì bự ta. Vô vô lại nương. Kém đi, trời ơi, chiều chiều mình chiến nắng không trời. Nửa đó thôi không? Ăn tàu hũ cho con nấu nồi. Hai ơi, hai ơi.
mà không mình khóa hai chỗ mình chỗ đó mà. Không? Ừ, phá khóa. Tao uống không coi thử rồi. Vậy mà nó phá. Đúng rồi, cái mình với bà có cán nó sập lại một phát là cỡ cái trời đó, không nghĩa địa gì đâu. Đúng không? Ừ. Âm thanh hai file của Đồng Tháp quê tôi thêm bà hai cái cốt cán này nữa là cỡ 9 10 chứ mới bở. Cái này còn nóng không hả? Dạ, sáng cái mua là còn nóng đó chị ha. Mới chiên. Để đưa cái nụ con. Ngon quá. Cái mấy xin nương nào giờ mới quay clip lần đầu tiên mọi người quay cận cảnh rồi tay chân mới run kìa. Ừ, đúng rồi. Mắc cỡ. Quá trời mắc cỡ. Mắc cỡ mà rụng nãy giờ. Mà nghe mà đâu nó quá trời mắc cỡ là biết rồi đó. Ừ. Tay thì làm nhưng miệng thì nhai phải không? Tưởng đâu gì mua cái ào phát trong vòng 15 20 phút là tạnh mưa. Cái vậy ông dùm như cái chợ nó trời. À giờ gì đâu mà với bè mà không có vé số nữa. Không nhưng mà cái hướng dưới là Vĩnh Long còn mưa hay đang cạnh chưa? Hai. Hỏi hai bữa nay nay chuyển qua bán vé số hả trời? Ừ. Vừa nuôi cá ở đây mà vừa bán vé số ở đây luôn. Phải kinh doanh thêm kiếm thêm. Giờ vậy tiền để đâu cho hết trời. À cái bị này đó hả? Bị này có 2 phút mà. Bỏng mà. Vua khỉ mà. Chèo lên tốt trên cao chơi không à. Cỡ đó luôn hả bà được? Uống ngon luôn á. Cái cửa này bạn thấy bà sư mẫu bà Hà Tiện nhiều lúc không đúng bạn quay cái một người đi ngang bởi vì phim đôi khi cũng khó. Nhiều khi trời mưa xuống chỗ này bố năm người sao ngồi bởi Hà Tiện không đúng thiệt chứ bán cá 100.000 tỷ bạc không xây cái bè nhỏ xíu con bèo nhất cần bèo tại sao bà không nghiêng về bên tôi cốt cán mà sao nghiêng về bên kia không bà hai? Ừ, vậy gì là tính ra là cốt ai mới hốt quá. Sẵn đây đố bạn cái ông đây là cái gì nãy mình với củ sủ cũng hơi bất ngờ bạn đố ông trả lại cho nghe nè cái gì con quạ. Bà nữa mà đó cái con gì trong đây không con quạ. Mở con này có ai gặm đây ạ? Thấy không? Con ếch thì con ếch nuôi chứ ếch đồng đâu. Làm gì đi ỉa mà con ếch đồng gì ra ếch nuôi đâu trong cái ao. Thôi bởi bà sư mẫu nó không tin nổi rồi bạn ơi. Ếch nuôi đâu trên đó. Nhìn con ếch là biết con ếch nuôi rồi. Con coi nó. Con ếch đồng mà vậy. Con ếch này con ếch con nhìn bà làm như tôi văn không phải văn số ếch vậy đó. Rồi bạn coi nè con ếch nó bự nè. Thắng thằng rồi trời cái bàn tay mình nè. Đó, đó nè. Tám thằng ngơ cái bụng nữa nè. Thử cua nè. Thử cua kìa bà nói. Thử đây thử đây kêu hết. Đó bỏng xuống. Mà sư mẫu mà bả nó dốc mà bả nó dốc không có chuyên nghiệp sao qua được mặt mình. Rồi khử cua luôn. Hồi ổng luôn thấy giếng mà giờ mà nói ổng nó dốc. Trời ơi trời. Ở đây mình khử cua xong rồi đổ vô kia luôn hả? Hay là mình dốc thịt? Rồi đổ cái bình này xong chút rồi đổ vô nồi xếp kia luôn. Ê. Làm sáng xương chút. Ồ. Tranh thủ. Được tiên. Ngon mà hỏi ông rồi. Ê. Ông cái con tưởng ra vườn đi bơi lên lùm. Nó là ếch nuôi. Đụng mẹ sáng là đi cầu nó gặp nó mà vô tao lấy chỉ tao đâm đó. Đúng. Mà con ếch đó không nó có ếch đồng hả? Con ếch bà. Đồng ơi. Con ếch là con ếch đồng. Ở đây ai nuôi ếch mình nó nhảy. Không biết nhưng mà bảo đảm con ếch đó không phải là con ếch đồng. Chắc không nhảy tao nhảy con ếch đó. Em biết con ếch đồng. Con ếch đĩa. Ông có con ếch đó ông nhảy tao. Ông nhảy tao đĩa. Ông nhảy tao đó. Tao mở tiền ếch ở đâu à? Tao nói đi chồng tao bắt mà hỏi đâu. Thiệt hả chạy. Mà giờ cái dấu đầm đâu đó hả? Động thấy nhưng mà ý nó con ếch đó con ếch nuôi mà. Nuôi đâu hả? Đây ai nuôi ếch? Mày để nhìn con dai là biết con ếch nuôi gì. Thiệt chứ bố. Ở đâu này có ếch nuôi. Bà cắt cái gì bà nương với bà hai kia. Cái đầu là
Chờ chờ. Ở đây cũng đang gạn lại cái lưới nữa, kiểu mà cá một cá tạp còn nè, cũng còn vài con len que à, như cá lăng, cá vồ đếm gì đó. Rồi lưới lâu năm vẫn còn gông nó đóng rồi kìa. Cá lưới này là lưới ngoài, tại bè thì lúc nào cũng vậy, người ta nuôi bằng là có hai lớp lưới, một lớp lưới ngoài và một lớp lưới trong. Rồi như đây nè, nè đây cái lớp lưới trong nè, thấy không, còn đây cái lớp lưới ngoài. Rồi cái học này đôi khi người ta nuôi cá vồ đếm hay cá chê để mình tận dụng lại những con cá đôi hồng nó chết nè, mình dục vô đây cho là hai lò cá nó ăn thử. Rồi gạn cái vẹn này lên còn lại cái gì đây, cũng còn lại con vài con len que à. Rồi củ sủ bán hết rồi, con vịt cò vịt gì không, chứ con vịt gì không, để con lọc hả. Bởi thế không, vừa tôi vừa định nó nhỏ nhỏ rồi tao nói ổng nói thế nào, ổng nói vịt ăn thịt, ổng nói tại con gà là ổng nói cái gì cũng vậy, ổng mình hiểu ổng à, ổng đi vòng 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 ở đâu mới vô chủ đề chính. Ê mà cái lưới mình đóng cong vậy quá nó cạn nấy dòng nước không ta, được mày ơi, dòng nước nó có thể nó bị cạn chảy yếu à. Tại mình nuôi cá này cái quan trọng là cái dòng nước nó chảy mạnh đó. Người chuẩn bị ăn rồi đi đâu trời, hai con cháu, ủa hai thêm cháu chứ, trời ơi hai rau quế luôn kìa bạn ơi, có sẵn luôn đồ của cũ có sủ. Nó tới nè, tới rồi nè. Thử còn con cá gì trong đây. Cái hồng thấy hai ba con len que kìa. Lúc còn nhỏ xíu à, nó chui lọt lưới nó vô nó ăn, cái ăn riết nó bự luôn, nó chui ra hết được luôn. Tới luôn rồi. Thì đùng rồi kìa. Bỏ kìa, cái gì cũng bự kìa, nó quẩn kìa. Cái gì cũng trọng lắm mà. Này một cái này hồng nè. Đó. Đó, nó quậy kìa. Ờ, cái gì, cá bì đây, cái bì chinh siêu to khổng lồ luôn kìa. Lấy cái gọng bắt cá bì chinh nó chạy, làm món. Đó, đó, nằm, lượm, đó, 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 đó. Rồi. Ờ cười đó, con đó mới bự đó. Lấy gọng chị Nương ơi. Trời mồi bén đó trời. Mồi bén đó. Bị đâu rồi, bà đứng đằng kia tôi đi lại đây tôi làm ảnh bìa mà cứ đi tới hoài. Bà đứng đằng kia coi. Tôi đi lại tôi làm ảnh bìa mà cứ chén hoài thiệt chứ. Bà đó lui lại lấy góc thấy mặt bà mà cứ tới rồi. Ờ cái bà nhìn bự lắm á. Rồi ra hết con rồi. Rồi mấy cái vinh nó đi dành chiên xù ăn ngon lắm đó trời. Thứ gì chịu nổi á. Rồi. Hỏi nó kìa, hai cái heo chà bá luôn kìa. Kìa ôi cái vinh này bự lắm, coi chừng nó phóng rồi mấy đại ca ơi. Đó kìa. Ê liền kìa, xúc liền nó phóng chúng cái sắt rồi. Cái vinh nó phóng chúng cái sắt nó liền nó quay vòng vòng á. Đó trời, cái nhìn nó phóng nhìn cảnh giống như ở trà cảnh hồi xưa đó, cái nhìn bự cái nhìn nó ký lô. Ủa
Ủa nó động rồi, giờ nó phóng rồi kìa. Cái vụ đếm để họ nó xúc. Trời ơi, tự nhiên xúc. Cái này cái lăng nó kẹ lú gâu kìa. Gỡ. Khét nữa. Cũng khét. Khét anh đi. Ông nó bắt giác. Thấy vụ đếm dễ xúc nhất kìa. Rồi các bạn anh con nữa rồi. Rồi. Vô. Rồi. Xúc liền xuống ẩu đó, lụm gạo liền xuống ẩu ơi. Đó, vô. Họ cán vợ hả thằng sao nè. Đây đây cái này để chụp nó chứ. Đó, ôi ôi cá Vinh kìa nó bự kìa. Mê các bạn. Chà bá lửa cái Vinh không? Con gì đó manh động như vậy con đó đó. Trời ơi cái vô đếm. Trong cái miếng kia còn á trong cái miếng kia á. Còn trong nó đó kéo ghệ cái miếng mà bánh đi cho trường với mập kẹt kéo ghệ cái miếng mà bánh đi. Kìa kìa cái miếng đủ rồi. Còn giấy nè. Rồi qua rồi. Ê phải tôi thấy ở nhà thấy rồi đó. Tao tao gì đụng tới đâu bể đó chị Nương. Thằng ơi. Cỡ đó luôn rồi đó. Bọc vậy luôn nè. Mình kia cá hè cái mà dính nhiều rồi chứ mẫu sớt vô. Cái hàm không? Một cá này gọi cá cù nè. Thôi quậy kìa. Lấy cái sọt đâu? Cái sọt thôi. Lấy sọt, lấy sọt. Trời ơi cầm cái giá. Đi đâu cũng gặp bà chứ á. Mà đổ vô bè luôn rồi. Ừ, vô đếm. Trời những mưa đen kịt luôn bạn ơi. Đâu ơi con cá lăng nha bển đó kìa. Cá lăng nha thì sao? Wow. Cá lăng nha cũng cả ký lô à. Vô. Con dầu đếm nữa kìa. Rồi vậy là xong. Ồ con bị cá nữa kìa, cá ép gì, cá bị Vinh vào bá lửa kìa. Cá heo hả, cá heo bự hả? Hình như cá bị Vinh hình như được hai con bự không ta? Thôi lại review coi. Đâu rồi? Nè. Ồ ba con không mà ông Lộc? Ba bốn. Ba con Vinh bự. Có mối hay. Ừ. Ừ. Ê mà bén nha. Mà bén à. Kéo lên đâu hả? Ba lấy hết hai ba con rồi. Ba ngoại hả? Đứa này kéo lên đâu? Ồ vậy là xong. Thằng cua ra ngoài đó đi cho nó ăn. Nó muốn soi chắc tới chịu nó mới soi à. Thằng cua đó rồi nó nổi lên rồi đó. Nổi lên rồi chút xíu rồi. Chuẩn bị là bao được rồi. Mà ông bển làm cũng xong rồi. Đây rồi ngò gai với đây ngò quế rồi. Thì bún riêu không thể nào thiếu ngò rai. Hay là thường nấu canh chua rồi. Ngò rai á mà hay. Rồi bây giờ là vớt thịt cua ra thôi. Lắc 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 lắc. Lắc lắc cho nó rớt. Ê bữa nay bà ba giang hộ đâu rồi? Bà đi đám cưới rồi. Cưới đâu? Này chị Đại đi đám cưới rồi. Bà này mới chưa biết chị Đại thị á. Ai không biết nhưng mà ông cứ ở đâu á. Rồi, mượn đi chở nè anh chắc ơi. Phải không? Cái này chừng nào mình ăn mình mới để vô phải không? Bị gì? Bị cắt ai chứ mà hả? Bị gì? Lọc thì chịu đời cho nổi. Đâu chứ sắc mà. Bữa này để em đi dầu cho tay đi ta. À mà
Tại cua đồng bây giờ đâu phải dễ kiếm đâu, cho mình ngon là 70-80 ngàn ký là bèo đó, lúc kiếm không ra luôn. Đặt lập cái bóng khi kiếm gần cả bộ cái tuần lễ mới mới có. Có gì con, hồi tôi về tôi kêu vợ tôi lết luôn. Đây đặt xuống tôi đấm cho. Ê Bê Bin không có chữ thầy nha, hai con cán nè Bê Bin nha, hai con cán. Tại con chữ thầy nữa, con chữ thầy nó chạy. Hả? Không, con ta dạo này giàu ha, bà hai. Ha. Ờ tiền một lẩu nha, đây là tiền này là biết tiền gì không? Tiền một khăn luôn kìa. Thì ơi trời, cái đó luôn đó hả? Trời ơi cái đó luôn hai sư bảo. Thì giống mấy bà già xưa. Dạ, cái đó luôn đó trời. Sắp sửa thành bà cụ. Ừ, sắp sửa rồi đó. Nhà ngang luôn. Hả? À, bài bản ghê không? Làm gì nữa con? Không, cái này mà không mà mấy giang hồ mà thấy mà dễ cũng dễ lấy lắm, dễ giấu. Dễ gì lấy được, sao lấy được? Nó, nè, lấy được không? Nó cũng biết đường lộn nữa. Chế rồi nước cua nè. Đúng rồi, mình chế nước cua vô. Ồ, quá đậm đặc, quá hấp dẫn bạn ơi, bao ngọt ngắt ngay luôn. Bánh hồi này chắc đem rau mày ngã ba quá. Mãi bán luôn chứ sao giờ, ăn hết. Nói gì thôi chứ đây dân võ bá quan đông dữ lắm. Mấy đại ca thì lấy đàn đó, miếng đàn lót á. Đường bột ngọt vô. Người phụ nữ quyền lực chứ nằm mới xuống tới rồi ít cà lo vô quá trời hồi mới xuất hiện một nồi giờ quá trời nước luôn cầm lòng sáo đậu giờ mình nêm nếm dừa nữa là dọn ra là bạo thôi đó, đợi mấy đại ca đi lấy ra mấy tấm đan đầu về tới là chiến. Thấy tốt trên bờ kè trên chợ xe đét chảnh luôn. Vợ đậu nêm nếm nó lụm hàng. Nhìn xương quá trời luôn mà để trong cái nồi đó nước súp luôn. Thứ gì chịu nổi bao ngọt thì. Trời ơi bà hai ơi đang quay clip bà hai ơi. Bà hai ơi bà cho tôi sống với bà hai ơi. Cái gì áo quần gì đâu đây nữa. Một cái dầu nhỏ thái mình đây đâu cửa. Trời ơi nhìn giống như lãi nhà hàng khách sạn quá trời ha. Quá trời quá đắt luôn. Dung dung lên luôn. Cái đỏ đỏ cho em nhỏ nó mừng màu sắc gỡ. Bốn riêu này cho ít à màu mèo qua lá hẹ. Màu mèo qua lá hẹ lên. Trộm nó để cho cá đóng đây luôn. Ê anh Tô để anh cộng qua tiếp ha. Đâu có một tô trái được rồi. Giờ múc ra bào thôi. Một giờ mấy rồi. Chưa quá rồi. Ai kêu người phụ nữ quyền lực ra sớm bà ông đập bà đệ 3 tiếng đồng hồ ai vậy ai mèo phải không? Không có. Ngoại nói nãy giờ cháu chắc gì đâu kêu đệ bà ngồi bà đệ 3 tiếng đồng hồ phải không ngoại? Bà buồn ngủ luôn kìa giờ ăn tới rồi đây ngồi chờ nãy giờ sương. Cái gì chịu nổi không? Lấy cái muỗng rồi đổ, lấy cái muỗng rồi đổ đây giờ. Nút béo béo à. Xương này chỉ có găng con củ sủ luôn, găng có con lọc thôi chứ ai chịu nổi. Rồi. Rau đem lên bao thôi. Có tiêu gì không? Dạ không. Ha. Để miếng rau nữa nè. Ai ăn để thêm. Tiền hầm đi. Bưng đi ăn vậy không vô ngồi hả? Chuyện trời. Sơn. Ai bưng gì nữa hả? Ai ăn cái bưng. Người này dẫn đoàn trước là Đại Ca Lộc. Đại Ca Lộc. Chào cháu. Đỡ lại. Đỡ lại bà. Hôm nay dọn qua phía bên kia ngồi cho mát, còn dân số đông quá, cái bè của sư mẫu, cái bè của con Beo này chứ không đủ. Ủa bên đó thoáng mát không? Thương trời giờ đang mát mẻ nữa thôi, thứ gì chịu nổi.
Trời giống như hậu chợ quá. Thiệt. Nhưng mà hậu chợ. Ê bên kia đúng chữ thầy bà hai anh ấy chữ thầy quay chạy. Trời ơi trời. Trời ơi trời bà nướng quá còn điểm vô nó kìa. Ai không có lông. Trời ơi trời. Bào thôi, bào thôi, bào thôi. Bào vô, bào vô, bào. Bào thôi cả nhà ơi. Thôi à. Quậy là đi qua bên bà Cóc liền đó. Rồi bắt máy lạnh rồi coi, bắt con gió rồi lên. Trời ơi ai cũng đói quá trời bào kìa. Một giờ mấy rồi. Quá đói mới bào quá trời bào. Sàn ăn mâm niêm gì đó có sẵn đó. Ủa mâm gốt chứ. Lộn lộn. Nữa nữa lại nữa hả? Ừ. Mời cả nhà nha. Ai ghét mình lắm sao cái tôn cái muỗng ta? Đúng rồi, lên cả lấy, chạy lên một lấy. Nó muốn không chạy nước. Trời ơi. Cái bàn lớn vậy thêm tốn ghê. Có thêm rau, rau gì nữa không? Đúng rồi, rồi, rồi. Vậy là muốn không? À, đây nè, một tô nè. Còn ăn con tôm không? Cái gì? Sao hả? Kiểu trời đài mà không lạ. Nắng mà không bão. Nắng không bão. Nắng đâu hả? Nắng đâu, cả nó hầm thì mưa nó hầm nó không nắng đâu. À, chỉ xong hơi. Giống như massage quá ha. Bữa nay bà ba nhân hồ đi đám đâu à? Đám rồi, đám trong quà tăng. Đưa cả mây đâu? Đám cả mây giờ. Đám cả mây giờ em chạy vậy. Ủa bên đó là ai ra bên ba mà phải không? Bên bà ba, bên bà tám. Em của ngoại. Bên bà tám đúng không? Bên ông ngoại á. Cái đó mày nhóc à. Giờ mưa luôn. Trời ơi.
ăn còn có view cái mũi chịu. Ít bò cái gì? Ít bò bò, ít bò 13 triệu hả? Nóng đồ nóng. Tôi uống này mà làm như nó nở cái gì ông nội ơi, ăn nãy giờ mà nó ăn hoài không? Nó có giật. Ai ăn giật nãy giờ ăn không có giật gì hết. Uống cả bè cá ăn cái gì không ạ? Cái đó không đó. Ăn hoài mà không thấy giật. Hoài không thấy giật cái tô. Thôi mình cũng xin kết thúc clip đây ha. Chúc cả nhà xem clip vui vẻ nha. Hẹn bạn clip sau. Trời bữa nay dọn ra đây ăn mát mẻ này bạn. Không mà nói chung là nó không có gió. Còn hơn là ở trong đây, còn hầm dữ nữa nè. Đó. Trời mưa không nổi. Lâm găm kìa chuẩn bị kéo trời giọt nè. Chào bạn nha, hẹn các bạn clip sau nha.